hôm nay mình ra ngoài trời ngồi cho nó mát mẻ. Tại trong nhà đang làm dọn dẹp nhà cửa chút xíu, bị đuổi ra ngoài đây ngồi. Thì hôm nay để tiếp tục theo cái chương trình ngày hôm qua, mình có nói về vấn đề là cái cách làm ăn của người Việt mình ở Mỹ. Thì khi mà chúng ta học được những cái bài học trong công ăn việc làm của ta hàng ngày á, thì nếu mà đó là một cái bài học gì đó mà nếu mà chúng ta có thể rút kinh nghiệm lần sau đó, thì các anh chị khác làm ăn chung hay là các anh chị lớn đi trước từng trải có kinh nghiệm thường lại dỗ dai an ủi mình là it's business. Vậy thì it's business hiểu nghĩa là sao? Nghĩa nôm na đó là chỉ là làm ăn thôi mà, đâu có cái đó là bài học, như là thất bại là mẹ thành công, lần sau rút kinh nghiệm. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là thất cái bài học đây chưa chắc là do các bạn làm sai bất kỳ cái điều gì, mà có thể là trong cái làm ăn, những cái đối tác làm ăn của bạn hay những cái người bạn gặp trong cái cuộc sống hàng ngày á, họ chơi hơi dơ chút, họ chơi điếm thúi chút xíu, nhưng mà vì cái đó là hợp pháp và đúng luật, và mọi chuyện ở nước Mỹ thì đều được giải quyết bằng luật cả, có gì họ người ta đều lôi nhau ra tòa chứ không phải là kêu giang hồ tới xử hay là hay là quýnh hay là chửi hay là cái gì cả. Cho nên là nó khác chút xíu, mà khi mà đến cái chuyện thưa kiện luật lệ rồi này nọ rất là phiền phức, rất là mệt. Mà đa phần người Việt Nam mình thì đều sợ những cái chuyện đó, đều né những chuyện đó. Mà nếu có thì cũng người ta cũng sợ mình phức, mất thời gian, tiền bạc, cho nên người ta né. Và cũng chính vì vậy những người mà người ta hiểu luật hơn á, người ta vịnh vào chuyện đó để người ta làm càng tới. Thì khi mà chúng ta bị vào những chuyện đó thì những cái người anh lớn hay những người ta nói là It's business. Lần sau nhớ chú ý hơn. Thôi kệ, cho xong rồi, em xui đi. Ok, đầu tiên á, là mình thấy như thế này nè. Mình thấy trong cái cách làm ăn của người Việt á, là nó có một cái gì đó. Người Việt ở Mỹ nha, người Việt ở Mỹ, dù bạn mới qua Mỹ, bạn Mỹ ở Mỹ lâu, hay là nói chung là người Mỹ gốc Việt, hoặc là chưa có quốc tịch Mỹ, thì cũng có thể xem là người Mỹ gốc Việt đi, tại bạn sống ở Mỹ. Thì cái cách làm việc đó do cái tập tính một người ở Mỹ lâu, người ở Mỹ, ở Việt Nam mới qua, hay là một người đã làm ăn rất là nhiều năm ở Việt Nam, hay là những cái tập tính văn hóa khác nhau của cái môi trường trước đó họ tiếp xúc, cho nên cái cách làm ăn nó luôn xảy ra những cái trục trặc, những cái trúc trắc, những cái suy nghĩ và cách làm việc khác nhau. Thì mình thấy có hai, chia ra hai hướng chính, đó là thứ nhất là làm việc kiểu Việt Nam, tức là nói là tình cảm, tức là tin tưởng nhau, nói miệng, bắt tay nhau. Thì cái này chưa chắc là quá tệ, nhưng mà mình không khuyến khích trong thời điểm hiện tại, tại vì như vậy thì nó rất nguy hiểm, nhất là khi chúng ta nói đến những cái dự án hay là những công việc mà nó involve rất là nhiều tiền. Cái này mình không nói là money nữa, mà là a lot of money. Thì khi mình có a lot of money involved, giống như mà cái câu người ta hay nói là có những thứ không thể mua được bằng tiền, nhưng mà có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Hoặc là có những người ta hay nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có thể lúc đầu bạn chút tiền, bạn nghèo thì bạn như vậy có tâm, nhưng mà khi bạn giàu lên thì có thể bạn sẽ lộ ra bản chất thật. Thì cái gì mà nó involve a lot of money thì nó lại xảy ra những cái chuyện khác đi. Cho nên là cái chuyện mà tin tưởng bắt tay cái kiểu làm việc Việt Nam thì mình cũng không khuyến khích lắm. Mặc dù hiện giờ thì có một số người là họ vẫn còn làm. Còn cái số thứ hai tẻ ra đó là làm việc theo kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ ở đây là cái gì cũng có giấy tờ cả. Dù cho anh em, bạn bè, người thân, quen biết, thân thích cỡ nào có giấy tờ. Một đồng cũng có giấy tờ, 50 cent có giấy tờ cũng có lội ra được. Để gì vậy? Để chơi bền, để sau này không có cái gì mà không nhìn mặt nhau, để làm ăn được thì vẫn còn là anh em, chứ không phải là mất luôn tiền, rồi mất luôn tình, mất luôn bạn. Đó, rồi bất kỳ một cái phát sinh gì cũng phải là giấy tờ, chứ không phải nói miệng được. Thì khi mà hai cái người này chơi với nhau á, thì rõ ràng chúng ta phải chọn một trong hai cách để chơi, để làm việc. Và cái vấn đề là nếu mà cái người mà làm ăn kiểu Mỹ quen rồi, họ khi họ làm ăn với người Việt Nam đó, họ chấp nhận làm ăn kiểu Việt Nam, hoặc là cái người Việt Nam họ làm ăn kiểu Việt Nam quen rồi và khi làm ăn với người Mỹ thì họ chấp nhận làm ăn kiểu Mỹ. Nhắc lại lần nữa, người Mỹ đây mình nói là không phải chỉ nói là người Mỹ trắng nha, mà người Mỹ đây mình nói là người Việt Nam gốc Mỹ, suy nghĩ theo Mỹ đó, Americanize á. Nếu mà một bên chấp nhận chơi theo cách bên kia thì nó không có gì đáng nói. Nhưng vấn đề đáng nói là có những người là những người mà mình gọi là người Việt Nam ba rọi, tức là thích làm việc kiểu Việt Nam nhưng mà cũng pha vô kiểu Mỹ. Thì cái điều này nó rất là nguy hiểm, tức là khi nói chuyện hay là khi mà hợp đồng á thì không có hợp đồng gì hết, chỉ bắt tay tình cảm thân thiết, anh em yêu thương nhau, thấm thiết, tin tưởng nhau, đó là kiểu Việt Nam. Nhưng mà khi cái chuyện vỡ lở thì đòi đem nhau ra tòa, đòi xu, đòi xiết, đòi này nọ, thì đó là kiểu Mỹ. Văn hóa xu nhau là văn hóa Mỹ, văn hóa Việt Nam. Thì cái đó rất là ba rọi. Và đi nói xấu người sau lưng với người này người kia thì cái thấy mình thấy rất là ba rọi. Thì cái đó là một cái vấn đề mà do đó nó gây ra rất là nhiều cái chuyện dở khóc dở cười trong business. Tuy nhiên nếu mà cái người nào hiểu luật hơn, cá lớn hơn, cái người nào tới cá lớn đúng không bé mà, người nào mà thông minh hơn, có nhiều kinh nghiệm thương trường hơn,
thì người ta làm một cách chót lọt, đôi khi có thể cách làm của người ta là một cái sự điếm thối nữa, nhưng mà it's business. Bạn không làm gì được người ta đó. Bạn coi dù người ta đúng về pháp luật á, bạn không thể nào su kiện được người ta, cho dù người ta sai mà bạn ít tiền hơn ta bằng su cũng được nữa. Tại vì bây giờ ra toàn nào nhiều tên tiền hơn đó thắng, đó là quy luật ở Mỹ là như vậy. Cho nên ngày hôm nay mình muốn nói sâu vào it's business. Ra đời đi làm thì chắc hẳn là ai cũng sẽ gặp những cái công chuyện, những cái gọi là những cái kinh nghiệm thực chiến cả. Có thể mình sẽ kể một số vấn đề mình thấy là liên quan đến những cái chuyện này, từ cấp bậc thấp tới cao. Ví dụ như lúc một đi làm công đi, lúc đi làm công năm 2015 đi, mình đang đua top sale thì có một anh kia ảnh rất là được sếp thương, ảnh rất là được sếp thương, ảnh qua nhà chơi với sếp, sáng thì mua đồ ăn sáng, chiều qua tắm chó nhà cho sếp, vân vân. Thì cái năm đó mình đang top saleman of the month tháng 9 và tháng 10, chỉ còn tháng 11 thôi. Mà mình biết là cái năm đó là năm đầu tiên của mình nên mình không thắng được saleman of the year. Nhưng mà mình muốn đặt ra mục tiêu là thắng saleman of the month 3 tháng liên tiếp để phá kỷ lục của một anh trong store, tại vì người ta chỉ có thắng được 2 tháng liên tiếp thôi, chưa có ai làm được 3 tháng liên tiếp cả. Thì cái tháng 11 mình đã làm hết, cố gắng hết sức mình, nhưng mà mình đã thua cái anh này. Là tại vì anh này ảnh nịnh quá đi, cho nên sếp cho nhiều spoon. Spoon đây là một thuật ngữ trong nghề xe, có nghĩa là khi mà các bạn làm trong nghề lâu năm thì các bạn sẽ có nhiều referral, có nhiều khách tìm đến bạn để mua. Thì spoon ở đây có nghĩa là thí dụ như khách tìm đến mình, ê Thắng bán cho chị chiếc xe này coi, thì mình kêu để mình, ê lại đây bán cho chị này xe, thì bạn lấy được cái credit của chiếc xe đó mà bạn không cần phải làm quá cực khổ, bạn giành được nhiều credit. Thì lúc đó mình thua và mình bị vỡ cái kế hoạch, không thắng được. Thì nếu mà mình chỉ biết than thân chấp phận, đổ thừa tại thì bị là đó, thằng này ra nè, thì thay vì như vậy bây giờ mình mới hiểu là it's business. Mình nên trách bản thân mình á là dở, không biết định bằng người ta. Ở đây mình không có cổ xí cái chuyện là các bạn đi làm các bạn phải biết định hay là cái gì cả. Nhưng mà it's business. Mỗi người có một cách làm business của riêng mình để đạt được cái vấn đề mà mình mong muốn. It's business. Tới năm 2019 á, mình làm finance manager of Honda of Hayward á, thì mình có làm finance chung với anh này, những người Philippines. Thì các bạn biết là làm finance á, mình phải giải thích cho các bạn cái tính chất sự việc chút xíu thì các bạn mới hiểu mình nói cái gì. Thì làm finance á, các bạn kiếm tiền là qua những cái chấm tiền lời của nhà băng, markup những cái point tiền lời đó lên, và bạn bán những cái aftermarket products, ví dụ như là warranty, maintenance, ở tiếng Việt cho các bạn hiểu warranty là bảo hành, maintenance là bảo trì, bán lớp bảo vệ sơn, bán phim đen kính, bán những cái cảm ứng, phải dịch ra tiếng Việt, bán nói chung bán những cái phụ kiện để kiếm thêm tiền lời. Thì có những cái deal mà khi một người khách bước vô họ đã được set up, có thể hiểu như là họ được, nó dùng chữ gài bẫy thì nó không đúng, nhưng mà set up trong tiếng Việt dùng những cái chữ gì ta, tức là nó đã set một cái deal như vậy rồi, tức là trong đó đã include những cái món bán đằng sau rồi, nó bán từ trước khi họ mở miệng ra hỏi, tức là ở trong cái deal đó include sẵn cái tiền đó, giống như mình là chỉ là người làm giấy tờ rồi mình ăn cái tiền đó thôi. Nó dễ hơn là một cái người ở đằng trước chưa có bán được gì, xong rồi họ mua cái xe đó xong rồi họ vô phòng của bạn, họ mới làm giấy tờ, thì bạn mới bắt đầu bán những cái chuyện đó, thì nó khó hơn. Thì cái chuyện mà cái người finance manager, ngoại trừ cái chuyện mà họ bán giỏi, họ làm giỏi ra, thì nó còn một cái chuyện khác là họ có mối quan hệ tốt với người sales manager. Tại vì cái trình tự là bạn vô, bạn gặp thằng salesman, test drive, bạn làm giấy tờ, xong cái thằng sales manager là cái thằng nó structure cái deal, tức là nó kết cấu cái deal, nó ra một cái structure deal, có nghĩa là dựa vào cái điểm tài chính của các bạn, dựa vào cái tiền down của bạn để ra được là bạn sẽ mượn tiền 48 tháng, 60 tháng hay 72 tháng, bạn sẽ down bao nhiêu tiền, cái payment của bạn bao nhiêu, để từ đó nó ra một cái deal tốt nhất cho cái deal lợi nhiều nhất. Thì sau khi thằng sales manager nó structure cái deal xong, nó có một cái folder như vậy, nó mới đem vô, nó đưa cho finance manager. Thì nó làm theo cái dạng là tag turn, ví dụ người số 1 là mình, người số 2 là Philippines, người số 3 là thằng nhỏ Việt Nam kia, ví dụ vậy, thì quay lại người số 1, số 2, số 3. Nhưng mà khi mà các bạn có được cái mối quan hệ tốt với sales manager á, thì những cái điều tốt á, nó sẽ hold lại để nó đợi cho bạn. Ví dụ như mình quen với nhỏ sales manager ngồi trên bàn đi, nó có điều này ngon quá lợi 5.000, nhưng mà cái người kế tiếp không phải là mình mà là Philippines, nó sẽ giữ lại, nó làm chậm, nó giết chậm lại, giết chậm lại, nó đợi thằng sales manager kia làm xong cái deal quăng vô thì nó mới quăng. Thì nó gọi là trong thuật ngữ trong xe, nó gọi là king, có nghĩa là giành giật deal á, giành một cách nghệ thuật, giành hợp pháp á, hợp lệ á, gọi là king. Thì có một thời gian đầu mình vô làm thì cái deal lời nó cũng khá là công bằng, mình làm cũng khá là ngon, tiền quá trời luôn. Nhưng mà thời gian sau này thì mình thấy, ủa sao deal của mình toàn là deal cái gì trên trời dưới đất, deal hộp dịch lộn, cana xé mụi gì không vậy, deal gọi là bullet
bullets, nghĩa là cái điều trắng tay, kêu không có bán gì hết á. Cái điều chỉ bán đi xe thôi, không có, rất là nhiều bullets. Mà tại sao ở Philippines thì cái điều vừa vô tới phòng nó là có bán sẵn bảo hành 3.000, bảo trì 2.000, bán hết trơn rồi, nó không cần bán gì hết. Thì mình mới tìm hiểu ra là sau này chị em nó nói là ô, thắng à, thằng này nó rất là nice với tao, he very nice to me, mỗi ngày nó mua cho tao sủi cảo, điểm sắm cho tao ăn sáng, mua cho tao này kia. À thì nó phát hiện là manager Biden này nó chơi nó đút lót. Mình ngu quá, mình làm cái kiểu mà chứng tỏ tài năng mình chơi đâu có lại nó. Nhưng mà không thấy gì, mình trách thằng GM á, mất dạy, sao mày kỳ em ấy, sao mày bất công vậy, trách thằng khốn nạn này chơi cái trò định mọt. Nhưng mà mình quay lại mình trách mình là tại mình không biết thông minh, mình không biết EQ, không có những cái sự gọi là trường đời dạy dỗ mình, cho nên mình mới thua thiệt người ta. Cho nên cái đó thật sự mà nói trên cái công việc làm ăn, it's business, ăn dở người ta chịu thôi. Tới khi mình đi bán nhà các bạn, cái câu chuyện nó nâng lên một cái tầng cao mới. Tại khi mà bạn đi bán xe đó, bạn làm manager thì bạn cũng làm công thôi, bạn làm cho người ta, bạn làm xong rồi bạn về nhà bạn khỏe cái đầu. Nhưng mà cái số tiền bạn kiếm ra cho là kiếm cho người ta nhiều lắm, bạn phần trăm nhỏ thôi. Một khi bán nhà hay là khi đầu tư đó, là bạn làm công, ấy xin lỗi, bạn làm tư và làm chủ, thì đó là bạn làm chủ của bản thân mình, cái business của bạn, cho nên nó có nhiều cái đụng chạm tới cái chén cơm của người khác. Cái làm công thì nó cũng đụng chạm, nhưng mà công ty này đụng chạm công ty khác không liên quan tới mình đó. Mình là cái dưới thằng gọi là sách quân chuông đánh đâu mình đánh đó, mình cũng chả ảnh hưởng gì. Như khi làm tư là mình đụng nhiều người, thì các bạn biết là mình là influencer, nhiều cô chú anh chị ở đây ở San Jose biết mình rất là thích cái bản tính của mình, cho nên họ tìm mình đến mình nhờ mình mua nhà. Và mình làm rất là tốt công việc của mình. Mình đặt cái cho bản thân chút xíu. Mình đặt cái quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, làm việc nó có tâm một xíu. Và mình có cái nhìn khác với realtor khác là mình có cái nhìn của nhà đầu tư, tức là căn nhà đó con số tính ra không làm được gì, chứ mà không nhìn là căn nhà ở. Cho nên một số người thích cái kiểu đó hơn thì họ tìm tới mình. Và trong năm đầu tiên thì mình bán được 20 mấy căn. Để nói như vậy để làm chi? Để nói như vậy không phải là để khoe, mà để nói như vậy là mình đã có một phần nào đụng vào cái chén cơm của những người khác ở đây, những anh chị trong ngành nghề ở đây. Đương nhiên là những anh chị mà người ta có cái chí open minded, cái chí tiến thủ, chí tiến lên, thì người ta cảm thấy rất là appreciate, người ta cảm thấy rất là vui cho mình. Nhưng mà cũng có những người họ sẽ ganh tị, họ sẽ ganh ghét và họ sẽ đâm thọt sau lưng. Bạn biết là khi mình làm cái này á, thì lúc nào mình cũng có 3-4 người khách active cùng một lúc hết á. Mới đó mình phải công nhận, nhưng mà mình chưa có bao giờ bị một khách nào complain là mình không có đủ thời gian cho họ. 12 giờ đêm mà kêu mình đi mở cửa nhà mình cũng đi nữa. Thì nhiều khi buổi tối hai chồng có làm gì, mình chạy xe vòng vòng, mình coi hàng xóm, mình coi cái khu neighborhood nó sao, mình chụp hình quay video mình gửi cho khách nữa để họ hiểu hơn và họ save cái thời gian cho họ, họ khỏi phải đi coi căn đó buổi sáng. Rồi mình làm đủ mọi homework, mình nói như mình lúc nào cũng stay on top, có nghĩa là mình lúc nào mình cũng rất là kỹ, rất là lúc nào cũng làm chuẩn bị mọi chuyện lớp plan hết trơn cho nó rất là dễ dàng và trôi chảy. Thì có một thời gian dài có nhiều người họ tung tin đồn ở trong San Jose, thì các bạn biết cái San Jose này nhỏ lắm, mà người trong ngành nó nhỏ lắm, nó cũng tới tay của mình. Ví dụ như họ nói Thắng là tham quá, lấy tùm lum khách hết rồi, nó không có đủ cái thời gian để làm cho khách. Mình không biết là ai cầm lên cái đó, nhưng mà cái đó là cái lời tung tin đồn nhảm rất là bullshit. Nhưng mà khỏi kể, ai cũng nói gì nói. Rồi một thời gian tự nhiên có mấy anh chị gọi Thắng, ủa em đang bị thưa kiện gì hả Thắng, sao mà ai đâu đồn nói Thắng làm việc tất trách sốt kết, làm việc bậy bạ, bị thưa lum la. Mà mình không biết cái tin đồn đó đâu ra luôn. Mình đi hỏi những anh lớn rocker ở đây, nói ủa anh cũng không biết ai nói. Nhưng mà nó chạy vòng vòng trong San Jose các bạn. Bạn cái San Jose nhỏ lắm, bạn nói xấu người ta biết liền à. Cái San Jose nhỏ lắm. Nhưng mà mình có tức không các bạn? Không tức. Mình chỉ thấy là tại người ta thua mình cho nên người ta mới nói xấu mình thôi. Cho nên mình không có thấy nó chuyện rất là bình thường. Thay vì mình đi mình nói cái bàn này chứ dơ quá, mấy em bán nhà cũng lại, mình chơi xấu đâm sau lưng, mình không có vậy. Mình chỉ nghĩ là it's business, họ không có khách. Tại vì á, cái số lượng khách mua nhà San Jose, thí dụ bây giờ trên thị trường mình có nói là có 100 người cần mua nhà đi, mấy chục người tìm tới mình rồi, thì cái thị trường nó nhỏ là giống như cái miếng bánh tròn vậy, chia ra 10 lát mình ăn hết 7 lát rồi, còn 3 lát rồi không có đủ. Thì họ có tìm cách dìm hàng mình xuống. It's business, mình phải thông cảm thôi. It's business, chứ mình không có gào thét mấy này chứ dơ không có gào thét. It's business. Mình với bạn mình làm một cái startup về bất động sản, về bất động sản ở Mỹ. Nói chung là hai thằng đang làm, thì có một thằng thứ ba nó xin nhào vô, thì nó bán bản thân của mình, sell himself, cho thấy giá trị của bản thân. Thì tụi mình ok, tụi nghĩ là một con người cũng có tâm và cũng vì lý tưởng cộng đồng, mình cũng thu nhận vào. Nhưng mà thì trước đó khi mình làm những cái video như là nhà cửa Mỹ, là những cái kênh của mình á, là các bạn biết trước là mình cũng có một lượng người follow và họ cũng rất là thích cái tính cách của mình. Và khi các bạn trẻ thấy mình làm startup như vậy thì email về cho mình rất là nhiều là em muốn tham gia vào cái startup của anh, đây là cái resume của em.
thì ok. Thì một số bạn này khi email về á, thì mấy bạn này là chuyên về operation. Operation đây là nghĩa là hoạt động, bộ phận hoạt động công ty, ví dụ IT hay gì đó. Thì mình cần một người nào đó có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó để interview các bạn đó. Thì mình mới đưa những cái resume đó cho cái anh chàng thứ ba này review. Thì sau khi review, phỏng vấn, nói chuyện xong sao á, thì không hiểu sao ảnh rủ luôn người ta đi làm cái startup riêng của ảnh. Và ảnh không còn làm trong cái startup của hai anh em mình nữa. Thì cái này là cướp người. Nếu mà các bạn đi ra làm ngoài đường á, thì rõ ràng thấy anh thứ ba này là không có EQ. À, làm việc rất là, nếu mà mình nói về mặt tình cảm và đạo đức là không có đạo đức, về chơi rất dơ. Nhưng mà nói về mặt kinh doanh thì ảnh không có làm gì sai cả. Bởi vì giữa mình và cái người kia không có bản hợp đồng, và đất lành chim đậu, cái người kia cảm thấy muốn đi theo ai thì đi thôi. Cho nên mình nghĩ chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên mình không thể nào nó thay vì nói mày sao mày chơi dơ vậy, bạn bè mày không nói một tiếng, hay là sao mày cướp người tao vậy. Nhưng mà it's business. Tụi mình tạo ra một cái forum nơi mà nhiều người họ có thể vào đó đặt những câu hỏi, và những cái professional, những người trong ngành, chuyên ngành bất động sản có thể trả lời cho những người end user, tức là những người mua nhà, những người nhà đầu tư, hiểu được những cái câu hỏi về chuyên nghiệp, về đầu tư và những thắc mắc của họ, để có thể nâng họ lên một tầm cao mới và giúp họ đạt được những cái lợi nhuận mà họ mong muốn. À, thì đối với mình á, cái đó chỉ là một cái sự có, nếu mà nói cho đúng ra đó, thì là có những người từ đó họ biết tới mình, nhưng có những người biết tới mình trước rồi họ mới chui vào đó. Cho nên cái lượng khách của mình có là từ cái channel cũ của mình rồi. Còn những cái chuyện mà sau này cái forum hay là cái channel mới thì mình không có động tới. Nhưng mà đối với những người, một số người khác, một số người làm ăn khác thì đối với họ đó là một cái pool, một cái hồ bơi. Cái pool tiếng Anh hồ bơi, nhưng mà nó giống như là một cái, ví dụ như các bạn hùng tiền lại một cái vốn, nó gọi là cái pool luôn. Một cái pool of investor, có nghĩa là vòng vòng ở đây trên nước Mỹ hay nước Việt Nam hay bao nhiêu đó, nó cũng chỉ có 100 người investor đó thôi. Thí dụ vậy, thì nếu mà 100 người investor đó họ bỏ tiền cho một người này thì họ sẽ không bỏ tiền qua một người khác, đúng không? Bởi vậy người nào mà có leverage nhiều hơn, người nào mà có tiếng nói, có reputation và có credit nhiều hơn, có cái uy tín nhiều hơn trong group, thì họ sẽ most likely là họ sẽ được kêu gọi được những cái đầu tư đó. Và nếu họ kêu gọi được những cái đầu tư đó thì những cái người khác sẽ bị ít leverage đi. Nhưng mà có những người họ thấy như vậy, thay vì là họ cạnh tranh, không cạnh tranh bằng cái sức lực của họ, bằng những cái phân tích của họ, bằng những cái bài toán tính toán của họ trong các dự án đầu tư, mà họ đi nói xấu vào dùm hàng, họ nói sau lưng. Nhưng mà có điều khổ một cái là mấy cái người mà làm ăn lâu năm á, hôm qua mình nói trong video trước á, mình không dám nói tên luôn sợ bị chửi. Cái video trước á, mình có nói là cái bộ phận quan trọng nhất trong những cái người mà coi video là the silent majority, là những người hiểu chuyện, những người biết chuyện, những người biết suy tính, chứ không phải là bị dắt mũi hay là bị cuồng hay là bị chửi bới gì. Những người hiểu, họ im lặng, không bao giờ nói gì, không biết ai đúng ai sai. Cái đó mới là quan trọng. Và những cái người đó thì họ mới thực sự involve vào những cái dự án đầu tư. Tuy nhiên khi mà một người đi nói xấu bạn với những cái người investor đó, vô tình nói trúng cái người silent majority đó luôn, thì những cái người đó đó, mình nói lại lần nữa, sao dê nhỏ lắm. Mà ở đây mình không nói sao dê, mình nói những cái professional, những cái anh chị làm trong nghề bất động sản ở Mỹ, nó cũng nhỏ lắm, nó connect với nhau hết rồi, network với nhau hết rồi. Bây giờ mình ra đường mình nói xấu anh Dan đi, mình nói xấu với một người thứ ba, đảm bảo cái lời đó nó comeback lại anh Dan in one day, very easy. Cho nên á, cái chuyện đó mình thấy nó rất là mắc cười. Bởi vì làm việc như vậy không có EQ. Bởi vì khi bạn nói xấu người ta như vậy á, thì cái người thứ ba đó có thể đánh giá mình nữa, chứ không phải là, chứ không phải là không. Đừng có nghĩ là mình nói người ta vậy rồi cái người thứ ba tin. Người thứ ba đó có hai chuyện. Một là đánh giá xấu bạn khi bạn nói xấu người khác. Hai là quay lại hỏi cái người mà bạn nói xấu á, có đúng sự thật như vậy không, nếu không phải bạn mất credit. Cho nên á, ở đây là một cái sự đếm thúi trong làm ăn, để dìm cái uy tín của bạn xuống, để họ giành lấy cái pool of investor đó. Nhưng mà mình có lên mình kêu gào là tại sao cứ nói xấu tôi, tại sao cứ vậy không? Không, bởi vì cái đó là cái cách ta làm ăn để người ta đạt được cái đó. It's business. It's business. Tiếp nữa nè các bạn, hôm qua mình nói trong video kia rồi, giờ mình nói lại. Các bạn biết là một cái payment khi một cái người sửa nhà hay là remodel nhà ở đây, đập nhà xe từ đầu đó, thì người ta chia ra nhiều payment để không có bị giật. Và thứ nhất, thứ hai là nhà thầu họ có tiền, họ trả lại cho các thợ của họ, hoặc họ trả lại những subcontract. Họ trả lại những subcontract, có nghĩa là nhìn lại mấy cái người làm chuyên ngành về cái lĩnh vực đó. Khi họ công ty lớn họ mướn, ví dụ giờ mình chạc bạn 10.000 đồng để làm frame, tức là làm khung nhà đó, nhưng mà cái công ty mễ ngoài làm 7.000, thì mình lấy của bạn 10.000, mình trả công ty mễ 7.000, mình bỏ túi 3.000, cái đó gọi là, cái thằng mễ đó nó gọi là subcontract. Thì ví dụ như bây giờ tổng một cái project bạn kêu remodel nhà này đi là 300.000, thì trong đó làm frame, làm khung đó, làm sàn, làm floor, làm điện, làm electric, làm nước, làm plumbing, làm tùm lum ta la. Thì mỗi cái xong như vậy, khi city nó xuống inspection, có nghĩa là nó kiểm tra, nó duyệt cái chất lượng á. Inspection tiếng Việt là cái gì đó, nó duyệt coi có hợp lý hay không, đúng chuẩn chưa đó, thì là mình mới trả tiền. Ví dụ như bây giờ trong cái payment nó ok,
sau khi inspection pass cái frame là 20 ngàn, sau khi inspection cái floor là 30 ngàn, thì chia ra về khoảng 10 lần, chia càng nhiều càng tốt để lấy tiền càng nhiều. Thì cái lần cuối cùng á ít thôi, cái lần mà xong sau trước khi giao nhà 10 ngàn thôi, đừng có nhiều quá, tại bị giật, cái đó dễ bị giật lắm. Tại vì căn nhà các bạn dở dang người ta giật cũng được, giật kiếm khác vô là từ đầu nó chặt thêm tiền, giống như lúc đó là cái leverage của thằng thầu nó cao hơn, còn thằng chủ thì nó sợ, nó leo lên cọp rồi. Nhưng mà trả làm xong gần hết rồi, trả gần hết tiền, còn khúc cuối thì cái leverage của ông chủ cao hơn tại nó giật được. Và trong cuốn sale của ông Donald Trump, ông có dạy cái chiến thuật gọi là renegotiate. Thí dụ như bây giờ mình ngu đi ha, cái project 300 ngàn, mình không lấy mỗi cái 30 ngàn, lấy 10 lần, mà mình lấy có 2 lần, lần lấy 150, lần cuối lấy 150. Thí dụ vậy đi, có thằng nào ngu làm vậy đi, làm xong hết rồi mình tới thì cái thằng chủ nhà nói giờ tao trả mày, tao còn thiếu 150 đúng không, tao trả mày 30 ngàn, không lấy không, 30 ngàn không lấy thì thôi tao mày gặp ngoài tòa. Nhưng mà cái thằng mà nó nói với bạn á là network của nó 50 triệu, mà thí dụ vậy nó giàu bạn, còn bạn chủ công ty xây dựng bạn có 10 triệu, 20 triệu thôi, thí dụ vậy network 50 triệu, mà thích thì mày gặp tao ngoài tòa. Và các bạn biết là mấy ông luật sư Mỹ ở đây mà giỏi về kiện tụng á, 500 đồng một giờ, các bạn vô bấm nút và bạn có deposit 25 ngàn để nó trừ tiền từ từ nữa đó. Thì các bạn nghĩ coi, nếu bây giờ mình bạn lấy 30 ngàn là bạn chịu mất 150 ngàn, xong bạn tốn tiền mướn luật sư ra thưa thằng kia nữa, mà thằng kia bạn thắng kia không, thằng kia nó nhiều tiền hơn. Bây giờ nó không cần thắng, nó chỉ kéo dài cái vụ kiện thôi, nó kéo dài hoài luôn, nó kéo. Mà khi các bạn dính vô vụ kiện như vậy á, bạn không làm được chuyện gì khác hết trơn á, vậy thì bạn bỏ hay là bạn các bạn làm tiếp? Các bạn thấy nó dơ giấy không? Và trong quá khứ anh đang từng bị vậy rồi đó. Nhưng mà anh Dan phải move on và học được cái bài học, và đừng có bao giờ lấy cái tiền cuối nhiều vậy, chia nhỏ ra, lấy trước và hợp đồng rõ ràng. Nhưng mà có đâu có phải một cái người thầu người ta bị vậy, người ta lên ta nói là má sao nó ngu quá vậy ta, là hợp đồng mấy này nó chơi điếm thúi chơi giờ, không có ai nói vậy đó. It's business, đó là bài học để các bạn move on, học cái chuyện khác. It's business. Rồi, vậy ví dụ cuối cùng, ví dụ điển hình, ví dụ như mình là cái người muốn sửa nhà, anh Dan là ông thầu đến làm cho mình, hai anh em biết nhau từ lâu rồi, làm trên vấn đề là tin tưởng nhau, Thắng làm việc anh lâu rồi nên tin tưởng. Anh Dan vô nói ô căn nhà này 100 ngàn nè, anh làm vậy bếp nút cho em vậy, ok, gửi qua cho anh hợp đồng cho em rồi em ký đi nha. Mình sẽ nói là không, em không biết nói tiếng Anh, khỏi ký đi, anh tin em rồi. Mình nói cái câu đó đó, một là mình cái câu đó đó là thứ nhất là mình làm ăn kiểu Việt Nam, mình không muốn hợp đồng. Và thứ hai á là có thể là cái chiêu của mình nữa. Tại vì các bạn nên nhớ nha, không có hợp đồng sau này ra thưa kiện nó khó nói chuyện á. Đó, đâu có phải là các bạn mấy ông làm business cái đầu ổng sạn không à. Cho nên cái chuyện mà không ký hợp đồng á có thể là một trong những cái chiêu của họ tính trước rồi. Họ tính trước hết rồi. Cho nên là mình nói mình không biết tiếng Anh, mình không tính ký. Đó, rồi anh Dan là bạn của mình, em làm gì? Ok thôi kệ đi, thôi làm đi mấy em, làm đi. Rồi tới khi mình làm nửa chừng á, thì thí dụ mình đi uống với anh Dan cà phê với anh em một ngày đó, anh hôm bữa cái bếp em nói làm có 8 feet, giờ em làm 9 feet được không anh? Thì anh Dan nói đổi rồi tôi chặt tiền đó nha, anh Dan cười hề, nói thôi làm giùm em đi. Cái anh Dan im không nói gì hết, không nói gì hết. Nhưng mà Mỹ mà đổi vậy là chain order chặt 5 ngàn, 10 ngàn đúng không? Nhưng mà tới khi mà gửi cái invoice cho mình á, thì thí dụ lính của anh Dan đi, lính anh Dan làm đúng lực, nó đâu có biết anh Dan hứa hay không hứa gì ngoài quán cà phê, tại đâu có hợp đồng, nó làm theo hợp đồng là cái bếp 8 feet, bây giờ cái bếp 9 feet làm phải làm theo hợp đồng, nó gửi chain order qua cho mình, nó chặt mình bực, mình lên mình nói anh Dan, nói ồ anh làm vậy cũng được nha anh, sao anh kỳ vậy? Bây giờ hai người lên mạng bóc phốt nhau, mình nói anh Dan làm chuyện kỳ, anh Dan ồ anh hứa anh làm cho tôi bao nhiêu đó 100 ngàn, bây giờ anh chặt tôi. Anh Dan lên bóc phốt ngược lại, nói này rồi Việt Nam kỳ mày, mày nói chuyện gì, mày nói trước nói sau mà 8 feet giờ 9 feet, bạn tin ai, bạn người ngoài bạn tin ai? Bạn thấy không? Cho nên là trong cái vấn đề đó, bạn ngồi giữa bạn không hiểu được, bạn sẽ không hiểu được là mình nói thật hay để nói thật, bạn không biết ai nói thật hết trơn á. Vấn đề là khi các bạn nói trung lập á, là các bạn phải nghe vào những dữ liệu đó phân tích, chứ bạn không tin, bạn không thể tin vào lời nói của mình và bạn không thể tin vào lời nói của anh Dan được. Do đó cái đó là cái cách làm mà mình nghĩ rằng nhiều người Việt ở Mỹ lâu năm họ dịnh vào cái chuyện là họ biết lực hơn, cho nên họ làm cái kiểu ba rọi, tức là họ muốn không ký hợp đồng là kiểu Việt Nam thân thiết, rồi họ xin xỏ thêm hoặc là họ cái gì đó. Nhưng nếu có vỡ lỡ chuyện gì ra đó, họ sẽ là người bị hại. Vậy sao? Một là không ký hợp đồng, hai là bảo vệ người làm hơn là thầu xây dựng lực đó nha, ba đó họ có thể nói là không biết tiếng Anh. Ví dụ bây giờ mình thấy anh Dan trong một cái vụ kiện gần đây, anh Dan clip một căn nhà ở Willowland, thì khi thưa kiện ra, mình là một cái người đi quay phim hai cái phần phim trong cái clip nhỏ luôn. Cái bà mà investor chung với anh Dan nói tiếng Anh như gió nha các bạn, bà là người Tàu, bà là người Tàu hết á. Thì khi ra kiện á, thì bà nói là I don't speak English, tôi không nói tiếng Anh.
và hoàn toàn ở đây một người vô thông dịch thì mình thấy lúc đó ai cũng ngồi cười cả. Nhưng mà sao cái đó bạn nói là người ta, cái đó là người ta điếm thúi hả? Người ta không, cái đó là người ta dựa vào lỗ hổng của luật pháp để chiếm được lợi thế trong làm ăn mà bạn không nói được. It's business, it's business, it's business. There's no such thing as điếm thúi, it's business. Tạm biệt các bạn. Lúc mà mình ngồi ở đây á, là mình đã edit video xong rồi, export xong luôn rồi, nhưng mà mình chỉ sợ là nó sẽ gây ra một cái sự hiểu lầm cho các bạn khi coi video, nên mình phải add thêm cái phần này vô, đó là it's business. Nói nôm na có nghĩa là có nhiều người họ biết cái lỗ hổng của pháp luật và họ sợ cái câu chờ người Việt Nam, họ biết cái câu chờ người Việt Nam là sợ thua kiện, sợ ra tòa, sợ rắc rối, nên người Việt Nam nghe là thôi kệ đi, thôi kệ đi. Nhưng nếu mà các bạn thấy văn hóa của Mỹ á, cái này có kỳ lắm, anh đang có nói nhiều trong video và mình thấy thực chiến là đúng như vậy. Mấy anh Mỹ nó càng đè mình xuống, nó càng intimidate. Thí dụ bạn nói tiếng Anh dở, nó what? Mày nói gì tao không hiểu. Bạn nói fuck you, do you understand me? Thì nó lại back up. Tức là đối với phần văn hóa người Mỹ, bạn càng stand up for your principle thì nó lại càng back up. Cho nên bạn nói go ahead man, ra tò thì nó lại càng back up. Cho nên cái văn hóa Mỹ Việt khác nhau. Cho nên nhiều người vịnh vào cái đó mà take cái benefit, take cái advantage, có nghĩa là họ biết cái người Việt Nam mình có cái culture như vậy nên họ dùng những cái lỗ hổng của pháp luật. Các bạn có thể dùng bất cứ chữ gì gọi là điếm thúi hay gì cũng được để trục lợi vào vấn đề đó. Và đó là những cái người làm ăn kiểu nửa Việt, nửa Mỹ. Và rất là khó khi mà tìm được những người giống như mình, giống như anh em. Không phải mình tự khen nha, mà tại vì mình sống ở Mỹ 21 năm mà mình sống ở Việt, sống ở Việt Nam 21 năm và sống ở Mỹ 13 năm. Cho nên mình cũng hiểu văn hóa cả hai nơi. Còn thường thường thì các anh chị ở bên ngoài là một là rất Mỹ, hai là rất Việt Nam, khúc giữa nó ít lắm, khúc giữa nó ít lắm. Cho nên là rất là khó để một người có thể hiểu được và gọi là flexible, nghĩa là lương theo lương con lương, là nương theo và lương theo. Lương nghe giống lương lẹo, nương theo cái cách làm việc của đối tác làm ăn của các bạn rất là khó. Và cái video này mình giải thích cho các bạn hiểu it's business là như thế nào. Sẽ có cái chuyện nói chuyện rất bình thường và coi nhiều người coi đó như là cái bài học trong cách làm ăn của họ, chứ không phải mình đang cổ suý cái chuyện là các bạn làm ăn điếm thúi. Cái đó hai cái bạn khác nhau. Mình cái video này không có cổ suý cho cái chuyện làm ăn điếm thúi, mà giải thích cho các bạn là có những sự điếm thúi như vậy trong làm ăn, và khi người ta thấy cái chuyện đó, người ta học một cái bài học để rút kinh nghiệm lần sau, để họ biết trước, họ thủ trước, à lần sau tôi gặp cái đối tác giống vậy tôi sẽ làm khác chứ tôi không làm vậy nữa. Đó là rút ra bài học. Nên những người ta khuyên nhau a business, rút kinh nghiệm lần sau, chứ không phải mình đang cổ xí vấn đề này. Rất là nguy hiểm, cho nên mình phải làm cái đoạn này add vô thêm để make sure chúng ta không hiểu lệch lạc cái video này. Rồi, lần này tạm biệt thiệt á, cảm ơn, tạm biệt các bạn.